Vâng, xin chào quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với những hình ảnh trực tiếp từ Selhurst Park, sân nhà của Crystal Palace. Và ngày hôm nay thì họ sẽ tiếp đón một đội bóng cùng thành phố, đó là Arsenal. Và người chơi cao nhất trên hàng công của họ là Edouard, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 chấn thương của Timber ở phút thứ 50 trong trận đấu gặp Nottingham Forest, đã khiến cho Arsenal lúc này phải đau đầu cho vị trí hành lang cánh trái. Khá tốt, rất trống trải. Cơ hội dứt điểm. Không được, vẫn còn. Jordan Ayew pha lên bóng đầu tiên của đội chủ nhà. Jordan Ayew. Ayew. Tuyến này. Tobiasu để cho Jordan Ayew vượt qua tương đối đơn giản. Tình huống mà thủ thành Ramsdale chỉ có thể có một tình huống chạm bóng mà thôi. Lema, một đường chuyền trực diện của Lema. Edouard không được. Kiểm soát bóng không nhiều, nhưng những pha lên bóng của Crystal Palace lại tạo ra sự nguy hiểm nhiều hơn. Eze đã có được pha dứt điểm trung đích. Những trận derby London chưa bao giờ là dễ dàng. Đây là pha bóng mà Edouard không qua được sự truy cản của Ben White. Cú sút xa. Doucouré không được. Cũng không dễ để tiếp cận khu vực 16m50 của Arsenal. Chính vì vậy những giải pháp được đưa ra đó là những cú sút từ ngoài vòng cấm. Odegaard đánh đầu. Người chạm bóng cuối cùng là Thomas Partey, một trong những cầu thủ đắt giá nhất. Cơ hội đấy rồi. Nketiah không vào. Pha bóng mà Sloop đã quá chủ quan và tự tin vào khả năng kiểm soát bóng của mình. Nketiah đã đè người rất khôn ngoan và kịp tạo ra được một pha dứt điểm vừa đủ để loại bỏ thủ thành Sam Johnstone. Cơ hội không vào. Nketiah đã có một tình huống thoát xuống. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này xem đã có lỗi việt vị của Nketiah hay chưa. Không hề có lỗi việt vị. Một đường chuyền rất sáng nước của Declan Rice. Đối mặt với thủ thành đối phương. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Nhưng người chấn giữ khung thành của Crystal Palace là Sam Johnstone còn hay hơn. Và phản xạ kịp thời. Đá phạt nhanh. Thomas Partey. Dứt điểm. Cú sút nối là của Martinelli. Nhưng với những pha vô lề kiểu như thế này đòi hỏi một cảm giác chân cực tốt. Và vừa rồi thì chạy bóng lại đi không theo ý của cầu thủ số 11 bên phía Arsenal. Nó ăn hơi nhiều ra má ngoài. Đây là pha dứt điểm trúng đích trước đó của Martin Odegaard. Một thế trận khá chặt chẽ mà Crystal Palace đã tạo ra. Mitchell, đường chuyền, bóng cắt ngang qua khung thành của Ramsdale. Một pha xử lý rất nghệ sĩ. Trước đó là của Sloop. Ở
đường chuyền này của Mitchell thì Jordan Ayew đã không kịp khi mà họ đang để cho đội khách Arsenal kiểm soát được thế trận. Rất tốt, cơ hội. Tiếng còi đã cất lên và penalty. Một pha bóng vào phòng ngự của Crystal Palace đã thiếu sự tập trung. Một tình huống đá phạt nhanh mang lại hiệu quả rất cao của Arsenal. Martinelli là người đã tạo ra đường chuyền và Nketiah đã tạo ra được một nhịp dướn đủ tốt để chạm bóng và loại bỏ sự ngăn cản của John Stone. Đúng là có tác động của thủ thành số 1 bên phía Crystal Palace với Nketiah. Odegaard vào! Cuối cùng thì thế cân bằng đã được phá vỡ. Ở mùa giải năm nay tại sàn bóng đá Hoàng Anh, một pha di chuyển và động tác giả đánh lừa thủ thành Sam Johnstone. Edward, Jordan Ayew, một pha dứt điểm rất căng của Jordan Ayew nhưng đó là cú sút ở góc hẹp. Người đang thực hiện quả đá phạt là Eze. Bóng đi quá cao. Và dứt điểm này của Thomas Partey. Đó là một cú siết bóng bằng chân phải của Partey. Cũng không thể góp mặt khi anh đang gặp chấn thương. Ngoài ra thì còn có Olise và Win Hughes, những người đang dính chấn thương rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm của Kai Havertz. Một pha chọc xuống biên thành công của cầu thủ Arsenal. Kai Havertz hòa nhập với cách chơi của Arsenal. Lỗi của Tomiyasu. Và anh đã phải nhận một tấm thẻ vàng. Điều đó đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ phải thi đấu thiếu người ở phút thứ 67. Và bây giờ thì anh có một pha kéo người với Jordan Ayew. Xem lại pha quay chậm này cũng có thể nhìn thấy rằng Jordan Ayew đã tinh quái như thế nào. Tình huống chạm bóng là của Jordan Ayew. Có lẽ ở trong những phút tiếp theo thì Crystal Palace sẽ chủ động chơi tấn công, khi mà họ sẽ phải cố gắng tối ưu hóa lợi thế hơn người. Với việc Timber gặp chấn thương và Tomiyasu ngày hôm nay nhận thẻ đỏ, nhiều khả năng ở vòng đấu tiếp theo rất nguy hiểm. Và đánh đầu hụt là của Edouard. Tình huống mà Mitchell đã tạo ra được một đường chuyền để loại bỏ Ben White. Và lắc đầu này của Edouard lại đưa trái bóng đi không chính xác. Đường chuyền hay của Mitchell. Để lái nhau. Cơ hội. Vừa hỉ. Một đường chuyền trực diện. Cơ hội. Vẫn còn. Nguy hiểm. Không vào. Và dứt điểm là của Mitchell. Đây là pha bóng mà Ramsdale cũng đã thi đấu rất dũng cảm. Bằng ra kịp thời.
sút sau đó của Mitchell lại đi hơi cao so với khung thành. Và hết giờ! Chiến thắng tối thiểu dành cho Arsenal. Hai trận đấu với hai chiến thắng tối thiểu, nhưng họ có 6 điểm trọn vẹn và leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau Brighton và Man City. Đón ngoại hạng Anh, APK Cộng giảm tới 50% chỉ từ 88.000 đồng một tháng, cùng cơ hội trúng lớn TV Samsung 75 inch 4K mỗi tuần, mua ngay!